đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hài Lâm tái xuất showbiz sau khủng hoảng ly hôn, choáng váng trước loạt thành tích đáng gờm. Thời gian gần đây, Hoài Lâm cho ra mắt liên tiếp các sản phẩm âm nhạc, đa phần đều mang giai điệu có phần não lòng, bi thương. Nhưng tất cả các ca khúc đều thành công ngoài mong đợi, lượt view sản phẩm nào cũng trên 1 triệu lượt xem, trong đó Hoa Nở Không Màu đã lên tới 76 triệu. Sau khi công bố ly hôn, Hoài Lâm bắt đầu trở lại với nhiều sản phẩm âm nhạc như Hoa Nở Không Màu, Phố Buồn, Buồn Làm Chi Em Ơi và mới nhất là ca khúc Có Khi. Nếu như theo dõi nam ca sĩ, khán giả sẽ nhận ra rằng các ca khúc của Hoài Lâm đều nhận được quan tâm lớn từ công chúng. Hiện tại, các bài hát này đã đạt 1 triệu lượt xem, dù rất nhiều ca khúc chỉ là bản audio với một hình ảnh duy nhất. Các ca khúc này đều mang một điểm chung là có màu sắc trầm buồn, chất giọng nhẹ nhàng của Hoài Lâm dễ chạm đến lòng người. Có nhiều khán giả thích các ca khúc của Hoài Lâm vì là những giai điệu như chất chứa tiếng lòng của nhiều trái tim. Âm nhạc nhẹ nhàng kết hợp với giọng ca mượt mà, truyền cảm nên đã nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng. Nhìn theo chiều hướng không mấy tích cực thì từ sau ly hôn với Bảo Ngọc, Hoài Lâm mới trở lại với âm nhạc trong tần suất dày đặc như thế này. Rất nhiều ý kiến cho rằng các ca khúc của Hoài Lâm nhận được sự chú ý là từ sau thời điểm ly hôn. Đây chính là một bước ngoặt khiến các bài hát trở nên ấn tượng. Trong khi đó, nhiều người cũng cho rằng đây chính là sức hút của âm nhạc. Ví dụ điển hình chân thật nhất là ca khúc Hoa Nở Không Màu, bằng hit được ra mắt đúng thời điểm Hoài Lâm ly hôn và cũng có lượt người xem cao nhất, 76 triệu view. Điều này có thể rơi vào cả hai trường hợp là vừa nhận được sự chú ý sau khi Hoài Lâm ly hôn và cả bài hát thật sự hay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.